Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với Lọc Online. Hôm nay xin hướng dẫn cho các bạn đàn bài Mưa Hồng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Các bạn có thể đăng ký mua cuốn tuyển tập các ca khúc bất hủ Việt Nam soạn cho piano gồm 12 ca khúc để tìm việc theo dõi và tập luyện ở nhà. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn bài này đàn qua một lần câu intro, sau đó hướng dẫn chậm để các bạn tập theo ha. Các bạn nhìn trong sách ha, tập chậm tay phải nè. Đô re mi, re đô la, đô đô đô, si đô si la son, son la si, la son fa, son la son, mi re đô, đô re mi re, hai chạy ngón. Rồi các bạn chạy ha. Chạy nè. Đô si son re đô si son. Đô si son re đô si son. Đó, 6 nốt trong vòng một phách. Đô si son re si la si. Đô si son re đô si son. Rồi. Đô si son re đô si son. Rồi phần sau thì đô re mi thì chỉ đàn y chang như lúc đầu nhưng mà chỉ đàn khoảng 8 thôi. Rồi, tay trái ha. Đô son đô mi, tay trái là đàn cello rock đó các bạn ha. Đô son đô mi đô son la mi la đô la mi fa đô fa la fa đô mi si mi son mi si la đô thăng mi la mi đô re fa la re la fa mi si mi son mi si la đô mi la mi đô re fa re la re fa thăng son re son si. Rồi bây giờ ghép chậm nè, các bạn để ý hai tay nó những nốt trùng nhau ha. Son
vô bài nha. Vô bài thì đàn y chang như là câu intro luôn. Rồi bắt đầu mình sẽ đàn chậm ghép hai tay luôn, rồi các bạn theo dõi nha. Mi Re Do La Do 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 Si La Son Son La Si La Son Fa Son re do si son đàn lại y chang như có đầu để hai phần hai lần và kết bài. Do 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 si la son son la si la son fa son la son mi re do re mi re. Rồi chuẩn bị lại ngón do si son re do si son. Do, si, la, son.
Như vậy là hôm nay đã hướng dẫn cho các bạn đàn xong bài Mưa Hồng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Các bạn tập nhiều để có kết quả tốt. Chúc các bạn thành công.